chào tất cả các bạn. Em xin giới thiệu, em tên là Huyền. Hiện tại thì đang đảm nhiệm chức vụ là trưởng phòng hành chính nhân sự của công ty cổ phần du thuyền 5 sao Tuần Châu và tên thương hiệu là Paradise Việt Nam. Em cũng là một cựu học sinh của trường cao đẳng du lịch Hải Phòng. Ngành du lịch tạo cho các bạn có một cái môi trường rất là tốt, vừa phát triển được các cái kỹ năng cứng, đó là các cái kỹ năng về nghề các bạn sẽ được học, đồng thời phát triển cả các cái kỹ năng mềm nữa và có cơ hội được giao lưu rất là tốt, được tiếp cận với các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Và du lịch mỗi đi một ngày đàng một sáng khôn, và nếu như các bạn chọn ngành du lịch thì các bạn sẽ có cơ hội rất là nhiều trong việc là được tiếp nhận các kiến thức phong phú hơn. Là vị trí trợ lý của giám đốc điều hành ạ. Cái mạnh dạn đi, bởi vì là cái môi trường du lịch là cái môi trường mà tốt nhất để đi du lịch, đi trải nghiệm, đi thực tế. Giống như kiểu tour không đồng, mình vừa được chơi, mình vừa được làm, mình vừa được trải nghiệm tất cả những điều chúng ta muốn. Bếp trưởng của khách sạn Paradise Suite của trong hệ thống tập đoàn của Việt Nam. Thực ra để trưởng thành được một người bếp thì đó là sự tu luyện, một tinh thần thép và một ý chí. Ngay cả bản thân tôi cũng thế, tôi cũng đã từng thi vào đại học và đỗ vào trường đại học công nghiệp trên Thái Nguyên, nhưng tôi lại không chọn trường đại học mà tôi chọn học nghề. Mỗi một người có một cái con đường của đi riêng của mình. Nếu như các bạn đã chọn con đường đúng thì đương nhiên là con đường tốt nhất.